Vâng, xin kính chào anh em cộng đồng Pi Network Việt Nam. Đầu tiên xin được kính chúc anh em sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Ngày hôm nay xin cập nhật cho anh em một số tin tức mới về Pi Network như sau. Đúng như dự kiến của mình thì ngày hôm nay ngày 14 tháng 2 năm 2022, ngày Valentine, một ngày lễ tình yêu, thì ông Nicolas đã thể hiện tình yêu của mình đối với các pioneer trên toàn thế giới bằng một bản KIC demo cho anh em, cho tất cả anh em pioneer, để tất cả anh em pioneer chúng ta có thể có những cái video hướng dẫn cho anh em KIC sắp tới. Đây là một thông tin cực kỳ chất trong ngày hôm nay, thể hiện cái tình yêu của ông Nicolas dành cho tất cả anh em chúng ta. Cảm ơn ông Nicolas, cảm ơn đội ngũ Pio Team. Trong cái bản video demo hướng dẫn cho anh em KIC đấy, thì ông Nicolas và đội ngũ của Pio Team có cập nhật một số nội dung mới như thế này. Anh em chú ý nhé. Cái nội dung thứ nhất ấy là sắp tới sẽ KIC diện rộng và tất cả anh em Pi Network Việt Nam chúng ta sẽ có một bản KIC bằng tiếng Việt. Nên anh em nào mà không biết tiếng Anh thì hãy cứ yên tâm, bởi vì đã có bản tiếng Việt rồi sẽ rất thuận lợi cho anh em KIC. Nên anh em hãy yên tâm về điều này, không lo là sẽ không vượt qua KIC nếu mà chúng ta là người thật việc thật và có giấy tờ đàng hoàng nha anh em nhé. Thông tin tiếp theo đó là những ai đã vượt qua KIC bằng phương pháp IoT thì sẽ phải thực hiện một số bước nữa để xác thực xem có chính xác hay không. Sau khi mà đã vượt qua KIC thì có thể đăng ký làm người kiểm duyệt, và người kiểm duyệt này sẽ duyệt những cái pioneer chưa vượt qua KIC. Và khi mà là người kiểm duyệt ấy, thì bạn sẽ được trả phí cho những pioneer tiếp theo KIC thành công. Và phí như nào thì anh em hãy chờ tiếp theo cái phần thông tin tiếp theo của mình. Một pioneer khi mà xác minh KIC bằng phương pháp mới này sẽ phải trả 1 pi, và 1 pi này thì đội ngũ Pi của team không nắm giữ, không lấy 1 pi của các bạn làm gì, mà 1 pi này sẽ cho vào quỹ, và cái quỹ này sẽ chia đều cho người kiểm duyệt. Nghĩa là mỗi một pioneer xác minh thì sẽ có 6 người kiểm duyệt, và 6 người kiểm duyệt này sẽ được cái 1 pi chia đều cho 6 người. Các người KIC đấy sẽ phải trả 1 pi, và 1 pi này sẽ chia đều cho 6 người kiểm duyệt đấy. Mỗi người sẽ được 1/6 pi đấy. Đây là một thông tin mới dành cho tất cả anh em pioneer chúng ta. Và một điều lưu ý rằng đấy, khi mà bạn KIC đấy thì bạn phải được sự đồng ý của 6 người kiểm duyệt kia. Nếu mà một trong 6 người không kiểm duyệt cho bạn thì bạn sẽ chắc chắn là sẽ không vượt qua KIC. Bạn chỉ vượt qua KIC khi có 6 người kiểm duyệt đồng ý cho bạn vượt qua. Và những người kiểm duyệt kia chỉ được nhận số Pi khi mà các pioneer KIC thành công. Yêu cầu đối với những người kiểm duyệt ngoài được KIC đăng ký làm kiểm duyệt ra, thì bạn phải là người cùng quốc gia với người yêu cầu KIC. Và trên giao diện của người kiểm duyệt nó xuất hiện ra các mục là cái tài liệu của người yêu cầu KIC đấy có phải là đến từ quốc gia của bạn không. Nếu mà bạn xác nhận đây là đúng đến từ quốc gia của bạn thì các bạn ấn yes, và nếu không thì các bạn ấn no. Và ở bên dưới tại sao lại các bạn ấn no có các mục đấy thì các bạn chọn ở đấy. Yêu cầu tiếp theo đối với người kiểm duyệt ấy, bạn phải xác định xem cái bức ảnh trên cái giấy tờ của người yêu cầu KIC với bức ảnh ngoài đời thực của người yêu cầu KIC có trùng khớp với nhau không. Nếu mà các bạn xác định cùng một người trùng khớp với nhau thì các bạn ấn check. Còn nếu mà các bạn xác định không phải một người mà là hai người đấy khác nhau thì các bạn ấn no. Và ở đấy nó sẽ có mục vì sao các bạn ấn no, thì các bạn xác định xem, các bạn chọn vào cái mục đấy vì sao lại ấn no. Khi mà tiến hành KIC đấy thì người KIC sẽ phải đăng một cái video ngắn của mình lên, và người kiểm duyệt đấy sẽ phải xác định xem là cái video này có đúng là người thật hay không, để tránh cái robot và tránh các cái yếu tố gian lận khác. Một thông tin cuối cùng dành cho tất cả những anh em
về KIC PIN Work đó là những người trong cùng một nhóm thì không thể KIC được cho nhau, để tránh trường hợp gian lận, tránh trường hợp một người sử dụng nhiều tài khoản để KIC cho nhau. Nên đây là những cái thông tin mới nhất về KIC trong cái video demo của ông Nicolas và đội ngũ Pico Team. Rất hy vọng rằng video này, những khi thông tin mình cung cấp sẽ mang lại nhiều tham khảo cho tất cả anh em. Chúc anh em Pioneer chúng ta luôn luôn thành công rực rỡ trong tương lai.